Rồi lại lại sống cho gì có ai nhắc không. Lần nào cũng bất ngờ hết á, bởi vì Duy Khương rất là vui khi được tham gia dự án của Duy Khánh, nhưng mà lần nào cũng là tới trường mới biết kịch bản. Và tới phim trường mới được định cái nhân vật của mình định hình như thế nào. Và lần nào make up lòng tóc xong á, với mặc đồ vô xong là cũng ồ wow hết. Rất nhiều là đằng khác giàu mà đang xin thánh tỷ mấy làm phim á. Dạ sao bị gì đó? Có những điều gì mình thích á, mình sẽ để trong lòng, mình không nói ra, bởi vì mình đã từng trải qua những cái chuyện gọi là mình sợ mình nói một cái điều gì đó tốt đẹp ra khỏi miệng thì cái điều đó cũng vì cái mình nói á nó bay đi, và những gì mình nghĩ là cảm xúc nó đẹp mình giữ lại và mình mong là nó sẽ còn mãi, cho nên là mình chỉ nghĩ là nhìn thời gian nó sẽ minh chứng được một cái mối quan hệ, và đặc biệt là nhìn vào cái cách làm việc với nhau, nhìn vào cái ánh mắt của nhau, nhìn vào cái cư xử với nhau là sẽ hiểu được là tình cảm của một mối quan hệ nó sẽ như thế nào, mình sẽ cảm nhận được. Nó xạo lắm mà giờ đúng không? Khương rất là vui khi tìm thấy được một cái partner, tìm thấy được một cái năng lượng từ Duy Khánh khi mà làm việc chung. Và bởi vì Duy Khánh cũng là người, thời điểm mà Duy Khương ít hoạt động, Duy Khánh cũng là người kêu anh Khương phải làm nghề, phải đi diễn trở lại. Anh mà không đi diễn, anh bán cái gì qua quậy cái đó, thì nói chung là thời điểm đó thì Khương cũng không có biết Duy Khánh nhiều. IQ của chị bao nhiêu ta? 300. Ê, hay nha, IQ 300. IQ của một con chó là 100. Ê, vậy tính ra là chị không chó được 3 lần luôn mà. Ôi, đúng rồi. Đó, ba con chó cộng lại đó. Chỉ có coi trên show thôi và không có làm việc với nhau ngoài đời bao giờ, và cũng không có gặp nói chuyện với bao giờ, chỉ có chào trong cánh gà rồi về, cho nên cũng không có biết nhau nhiều, thân thiết gì hết. Nhưng mà làm sau một dự án và sau đó biết nhau rồi chơi thân, gỡ cùng chung cư, rồi nói chung là nói chuyện với rất là nhiều, và có gì vui cũng chia sẻ, có gì buồn cũng chia sẻ, thì mình cảm nhận là lần đầu tiên mình mới cảm nhận được là mình thích. Mẹ biết mẹ buồn đó. Nó vừa đẹp nè, nó vừa giỏi nè, chị gấp ba là con chó. Nó vừa có nhiều cái năng lượng, và đặc biệt đó là lúc nào cũng có tinh thần cầu tiến. Trời ơi, em sẽ thích thơm lên má chị. Đâu phải yêu hết ta, người để ta, người để ta. Khen nhiều hơn bóc phốt. Nhiều lúc Khánh giả gái á, nhìn cảm giác như con gái á, muốn lại ôm hung Khánh thiệt á. Chỉ vì đôi khi yêu thương mơ đáy, ta chẳng mong nhận lại chi hết. Thì cũng là lần này anh được tham gia dự án cùng với Khánh, thì cũng là một cái vai rất là dễ thương. Cảm ơn Khánh đã cho anh có sự xuất hiện và đồng hành cùng Khánh trong dự án mới này. Không được gì. Đừng làm gì gì. Vì là thấy con này. Rồi, vô, 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 vô. IQ của chị á, lúc mà chị đi xem kiếm. IQ. Mười mấy người chạy ra vô, thích vô, thích vô. Không có yêu cầu là vẫn vô. Mà chị vô thì chị làm. Vô chị, trời ơi, hồi nãy linh lắm em ơi. Bên em mà vừa rút nhầm cái chị làm. Tự nhiên bà chứng thức, bà kia chứng tiền tôi nuôi cái gì. Tự nhiên
mệt á, đi rừng tiện người ta nuôi, bà chỉ cần nó có ma lực là được rồi, mà đừng có đẻ thêm nữa, tuy nhiên không em sinh anh nữa, ma lực thôi. Nói cái gì vậy? Mà không biết mày bán 20 người có vô, mà phải có 2 mắt con thì vô. Không có yêu cầu mà vẫn không vô. Mà càng nói càng xa nha. Rồi 2 mắt đi cũng đẹp. Sao mà không nhìn được. Mà không bước này chưa được. Ôi em đã 6 tiếng. Khùng, em xin năm nó khùng. Nhưng đi tiện để có luôn cái gì? Đi ngang mấy 2 triệu vô mà mau biết sao có ai đó. Vậy thì luôn cái gì? Quát qua cái tiệm của em nó luôn cái gì? Nó ra được nó kéo vô. Nhưng mà kiểu mà đi ngang thôi, mười mấy mẹ người nó ra nó kéo. Kéo nó gì thì vô. Nhà của em, nhà của anh Quảng nó sẽ vô. Nó dựng ta nó xô đi té. Dựng chai nè. Nó chẹo bả xô gì luôn. Đi kiếm cái gì nhầm là bị đâm trong cái này chết tức quá. Thôi chị. Lại lại đi rồi. Chị thuốc thiệt. Chị hay đi chùa những chị có pháp danh không hả? Pháp danh. Chị pháp danh. Pháp danh thì là chùa mở. Thôi mà em nói cái số gì của em vậy? Mày nhớ bao luôn á, tổ chức này bao luôn á. Chị với đàn ông thật ra chị là phụ nữ, chị vô làm cha vô làm cha làm mẹ chị quá luôn để chị che cho nó. Ở nhà mà nhiều khi mà chị mặc đồ bộ đội quá. Ôi mẹ tắm nhẹ với con mèo. Trời ơi, thua rồi, lỗ rồi. Thế thôi mày chạy đi, mày phải đầu tiên đi. Bye bye. Thôi, đừng có bỏ chị. Mà chưa hết rồi. Em còn lại nói đây. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người. Hai năm sau mình gặp lại không? Không, gặp liền phần sau đi nha. Gặp phần 2, gặp phần 2 mời Duy Khương nữa. Thì anh chúc Khánh thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng giữ một cái tinh thần và một cái phong độ tinh thần lạc quan và phong độ bản lĩnh như vậy. Và tính tới càng ngày càng phát triển sự nghiệp mình nhiều hơn. Đặc biệt là dự án này cũng sẽ được đón nhận như những dự án trước và bùng nổ nhiều hơn nữa. Và những vai diễn trong phim này bất kỳ một vai diễn nào, cũng tất cả các anh chị em diễn viên, các bạn bè đồng nghiệp thì cũng đều có một cái màu sắc riêng và được khán giả đón nhận hết. Ngày nào đâu mẹ không còn con, mẹ vẫn sống an nhiên giữa đời. Bây giờ để hiểu rõ hơn về cái đoạn đó, mời mọi người xem lại cảnh hồi nãy nha. Cảm ơn Khương ngày hôm nay đã tham gia cùng với Khánh trong bộ phim Tiệm Tóc Bất Ổn. Yeah, và hy vọng là sẽ sớm được gặp lại anh Khương ở phần 2. Yeah, ok mọi người nhớ ủng hộ nha. Bye bye. Em thấy nhiều cảm xúc quá. Cảm nhận của em là vui ạ. Em không biết nói chuyện. Dạ, cảm xúc của em là thực sự mình nói á, thì em rất là, từ cái lúc mà chưa quay á, là em đã cảm thấy rất là nôn nao, háo hức, hồi hộp á. Em nghĩ đến là phim của em vậy đó. Em thấy em cảm giác như là phim của người anh mình chuẩn bị bấm, mình cảm thấy rất là hồi hộp. Và khi mà em mà lên đoàn á, thì em có cái cảm xúc gọi là vui. Hạnh phúc. Sao nói gì đâu không vậy ta? Thì em thấy là dạ nói chung là vậy đó. Nói chung là nói chung là em cảm thấy là em rất là hạnh phúc, rất là vui. Vì được tham gia với anh Duy Khánh á, cứ mỗi lần có sản phẩm gì mà anh Duy Khánh gọi tên em tham gia là em cảm thấy vui hết. Dạ có chứ. Thì để mà nói là tiền cát-xê hả, thực ra thì
nhiều hay không á, thì em cũng không có đánh giá được, tại vì em cũng hơi thiểu năng về cái khoản tiền bạc. Nhưng mà cái điều mà em cảm thấy rất trân trọng đó chính là được làm việc với anh Khánh từ 3 giờ sáng tới 7 giờ sáng, 8 giờ sáng với người gọi kịch bản với nhau. Và đó là những cái điều mà em cảm thấy rất là trân quý, đó là những kỷ niệm rất là hay ho. Nên là không có tiền bạc nào mua được những kỷ niệm đó hết. Dạ. Làm như thế nào nhỉ? Anh với Khánh, thật ra em cảm thấy anh Khánh giống như là một cái người anh hai vậy đó. Một cái người anh của em, luôn luôn rất là chăm sóc, rất là chiều chuộng em, rất là để ý tới cảm xúc của em và luôn cho em những bài học rất là quý giá. Và em cảm thấy là thật sự luôn ấy, em chưa bao giờ có một cái người anh nào mà dễ thương như vậy. Vâng, và trong mắt của em, anh Duy Khánh là một người rất là dễ thương. Điều này em phải nói là lần thứ ba rồi, vì là phỏng vấn lần thứ ba của em qua ba dự án của anh Khánh rồi, em luôn nhận câu hỏi này. Và em xin trả lời luôn là anh Khánh hồi nhỏ của em á, anh Khánh là idol của em á. Nhưng mà lớn lên khi em được tiếp xúc, khi em được chơi với anh Khánh, thì anh Khánh không còn là idol của em nữa. Mà anh Khánh trở thành một người anh, một người mẹ, một người chị, một người cô dì chú bác. Tất cả mọi cái người tốt đẹp dành cho em thì dồn cho anh Khánh. Dạ, em đã nói gì vậy ta? Thì thực sự mà nói thì em rất là thương anh Khánh. Dạ, vậy vậy đó. Oh, nếu được bóc phốt anh Khánh. Nói gì vậy trời? Anh Khánh quá hoàn hảo đối với em nên em không muốn bóc phốt gì anh Khánh cả. Trừ cái việc là anh Khánh hay rối. Chỉ có thực sự là mẹ em không biết thế không? Em bắt đầu hơi rung khúc này á. Mà cái đó cũng đâu có gì đâu bóc phốt đúng không ạ? À? Nói gì vậy, bóc phốt gì vậy? Anh gửi cho em cái gì bóc phốt được không? Khoan nha. Nếu mà được bóc phốt anh Khánh thì em sẽ bóc anh Khánh là một cái người nhéo rất là đau. Con nhỏ này, để cho mẹ nó chịu tới. Đánh rất là đau. Mẹ nó chịu tới. Mà mỗi lần á mà anh Khánh mà diễn với em á, mà hai anh em mà bắt cười quá thì hai anh em luôn bấu tay nhau vậy nè. Và anh Khánh bấu rất là đau. Và anh Khánh, em cảm thấy anh Khánh là cứ vô tri vô giác làm sao ấy. Thật sự ấy. Và thật ra thì từ lúc mà em chơi với anh Khánh xong thì cái bản tính vô tri của em nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em dần vô tri theo thời gian và em dần quen với điều đó là cũng là nhờ anh Khánh. Vâng. Hôn hay tát anh Khánh hả? Em sẽ chọn hôn, nhưng mà đồng thời em cũng muốn chọn tát. Tại vì sao? Tại vì em bị anh Khánh đánh quá nhiều trong những dự án rồi. Nhưng mà dự án lần này á thì anh Khánh không đánh em nữa, mà chuyển qua là chị Phước và anh Phát La đánh em. Em thật sự không hiểu là mỗi lần mọi người mời mình, mọi người có muốn là những điều đó xảy ra hay không đó. Nhưng mà nếu mà để chốt thì em vẫn chọn hôn nha, tại vì em thương anh Khánh nhiều hơn. Những cái tát nó không là cái gì đối với em cả. Vâng. Dạ, em chúc anh Duy Khánh sẽ ngày càng thương em hơn, sẽ ngày càng chúng ta sẽ càng có những cái tình cảm yêu thương nhau nhiều hơn. Và chúc anh sẽ trong tương lai nha, cái này em chúc cả em và anh luôn, là em sẽ ngày càng phát triển, sẽ càng giỏi hơn để đồng hành với anh trong nhiều dự án khác nữa. Và chúng ta sẽ trở thành một cặp bài trùng Duy Khánh Uyên. Và em em chúc anh Khánh sẽ thật nhiều thành công, thật nhiều cái sự gọi là cái đỉnh cao của cái nghề nghiệp này. Và em sẽ là người đồng hành, một người em luôn đồng hành cùng anh trong tất cả những nẻo đường. Vâng, em chúc bộ phim sitcom Tiệm Tóc Bất Ổn này sẽ rất ổn. Muốn gì nữa.
Dạ cảm ơn. Mọi người ơi, nếu mọi người thích Duy Khánh cũng như là tất cả những nhân vật trong bộ phim này, mọi người hãy nhớ đón xem bộ phim Tiệm Tóc Bất Ổn trên kênh Duy Khánh Official mọi người nhé. Cảm ơn mọi người.